qua đã nhìn luôn nè, cho qua nhìn nè. Yes. Ghê mà. Đứa này thật là kinh khủng. Ghê đó. Điện nó quá chứ bé đâu đập đập tay thôi. Nói chung là không đau, không chịu là không được. Rất nhạy cảm ha. Tôi nhớ rồi đó, con nó nằm bụng mà hắn ré, xong hai con gội đầu bên cạnh hồi ấy quấn cúc. Xong kêu hai, cái con nó ra xong rồi kêu, trời ơi, chị em gội đầu mà em chịu không nổi. Hắn ré mà em nhạy cảm dễ sợ luôn. Cười hai con nó cười khà khà khà, hai con gội đầu cười. Mà vui đó mà bà nó bẫy mở miệng rồi đó đi. Bà mà người lăn cặn với mình nhất á, người mà mình nói chuyện nhiều nhất á, mà nhớ đâu nói chuyện với ai đâu. Cái này nhìn không thấy mụn nữa. Quanh bờ nó uống rượu. Chứ nếu mà nó mình tham gia nó được bao lâu thì mình đăng ký được mấy năm mình tới à, cứ miết miết rồi đó hả? Tuyên mình đăng ký gì thì mình được bao nhiêu bao nhiêu, nhưng mà hồi nãy em một tầm rồi nhưng vừa là bạn đang một năm nên mình chạy thì kỳ thêm kỳ đó kỳ chậm nhất được đâu, nhưng mà sợ chậm nhất xong nó tắt luôn.
Ý là mình còn cái nớ không đó, cái là chị sợ cái nớ rồi nó cũng bị rồi, nhiều khi nó lại tại rồi nó ít bị cũng có, không biết nói chung cái này không biết. Không biết giờ mình nói chứ mà hãy giúp thầy coi. Này không thấy luôn rồi.
chú ý qua cái bên kia.